Hai tiếng trước. Hello các bạn, mình mới nhận được tin nhắn thông báo điểm thi giữa học kỳ 1 của Thảo Nguyên. Tiếng Việt được 9, còn toán thì được 10. Và để được kết quả này thì Thảo Nguyên cũng đã cố gắng rất là nhiều, trong đó có hai vợ chồng mình nữa. Cao vũ. Và Sam nghĩ là Thảo Nguyên sẽ rất là vui khi biết được tin này. Không biết là trên lớp thầy đã thông báo cho tụi nhỏ biết chưa? Tại vì mình định chôn nó một tí, mình sẽ nói tiếng Việt chỉ được 7, còn toán thì chỉ được 8, để coi nó phản ứng như thế nào. Và cái kết thì hình như ý định của mình đã bị thất bại. Cái mặt sao? Chắc là trên lớp thầy thông báo rồi, nhưng mà sao cái mặt buồn hiu vậy? Như bị một con 8, hai con 10. Ủa là sao ta? Lúc này mình hơi hoang mang. Tao lên mẹ coi. Được có 2 10 và 1 8 à. Thì ra là tiếng Việt có 2 phần trắc nghiệm với tự luận, và cái điểm Sam nhận được trong tin nhắn là điểm trung bình. Trời đất, tính khoeo theo sắt. Có vậy thôi mà cũng sai nữa. Rồi gì vắng tăng. Rồi gì em sẽ không bao giờ quê. Tự nhiên nó ngồi sụp xuống mà Sam không nghĩ là nó khóc luôn á mọi người. Không được 1 9 rồi 1 8. Nhưng mà thầy tính điểm trung bình cộng nè. Nè 10 cộng với 8 chia đôi ra là 9 thật thấy. Nhưng mà mẹ sao ta có 8 thì mẹ đâu mà giờ còn có 3 thì mẹ rồi đâu. Tính điểm trung bình mà thì vẫn là được 9 mà. Mẹ con có được không? Được. Nó thay đổi 360 độ luôn á trời. Để giữ lời hứa với Thảo Nguyên thì ngay ngày hôm sau mình đã dẫn nó đi mua gấu bông và còn có cả em bé này nữa. Không biết hai chị em nó đang to nhỏ cái gì mà bà kia gật đầu như đúng rồi. Nói thiệt là hồi nãy đi mình cầm theo có 346.000 tại vì trong nhà hết tiền rồi. Và Thảo Nguyên cũng có nói trước là nó chỉ mua một con gấu bông Cinnamoro nhỏ thôi. Khúc này mình thấy hơi mệt nhưng mà bình tĩnh để coi giá đã. 310.000, ok, mình vẫn ổn. Quay qua thì thấy bà nhỏ này đã đu được một em kỳ lân biển. Nhưng cái quan trọng là để mình xem giá đã. 70.000, và nó còn mới phát hiện thêm được một con màu khác nữa. Hai cái luôn. Không, một cái thôi. Không chút đắn đo suy nghĩ, nó đã chọn con có nhiều màu xanh lá hơn. Trời ơi, Sam không nghĩ là nó vui như vậy luôn á. Bà đang nựng cá. Và mặc dù mình không mang đủ tiền nhưng mà mình có thể chuyển khoản nha mọi người. Con gấu của Thảo Nguyên quá là to nên mình phải cho nó ngồi đằng trước. Ok, đi về thôi. Cây lân biển Cinnamoro 1.8 với chị Hai nè.